Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan số sàn của bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Soluto. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân. Và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được hơn 3 vạn km rồi các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Phiên bản này là phiên bản số sàn. Chúng tôi đang bán với giá là 310 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới về, chưa có dọn rửa đâu các bạn ạ. Đấy, còn rất là bẩn nguyên này. Bẩn nguyên, chưa dọn rửa gì các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Màu đỏ này, xe cũng đã được trang bị rất là nhiều option. Nguyên bản của xe cũng đã nhiều option rồi, nhưng mà chiếc xe này đã được chủ xe lắp thêm màn hình Android, camera lùi đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Rất là đẹp rồi nè. Dàn lốp thì còn rất là dày nè. Dàn lốp rất dày luôn. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm, không có bị xước sát gì đâu bạn nhá. Đây nhìn cái phần bên vỏ này rất đẹp luôn nè. Cụm đèn cũng rất mới đây. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va gì cả các bạn ạ. Sản xuất năm 2020. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Chiếc xe rất là đẹp, mới lăn bánh có hơn 3 vạn km thôi. Dàn lốp còn nguyên và rất là dày. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp quý vị và các bạn nhé. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Soluto 2020 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Soluto này ạ. Đấy, rất là đẹp luôn, không có xước sát gì cả. Bây giờ thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất bên trong nhé. Toàn bộ bên ngoài thì chưa xước sát, thì bên trong là còn nguyên keo chỉ, còn nguyên này. Chưa có dọn rửa gì các bạn này, còn bẩn nguyên nhá. Vừa mới lấy về đấy ạ. Xe vừa mới lấy về là tôi quay luôn toàn bộ này, từ vô lăng này, cần số, tay phanh đều rất là mới luôn các bạn nhá. Đồng hồ công tơ mét thì mới có 3 vạn 7 km thôi. Đấy, rất đẹp luôn, màn hình Android có sẵn rồi. Cần chưa có bọc này, nỉ còn rất mới luôn các bạn nhá. Màn hình Android rất là xịn này. Camera hành trình, camera lùi đầy đủ rồi. Nội thất đã có cả ghế da và nội thất thì rất là đẹp đây ạ. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, sản xuất bởi Thaco Trường Hải, sản xuất tại Việt Nam luôn. Đây, chỉnh gương này rất đẹp luôn, rất là mới luôn các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản số sàn. Đấy, hộp số 5 cấp, rất đẹp. Chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn ạ. Xe mua về như thế nào là tôi để nguyên như thế vậy, tôi quay cho các bạn xem đấy nhá. Tôi sẽ dọn rửa sau. Đây, rất đẹp luôn này. Toàn bộ từ táp bi, nội thất đều rất là mới luôn đây ạ. Đấy, số sàn thì đi tiết kiệm nhiên liệu rồi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhá. Chiếc xe này thì rất là tiết kiệm nhiên liệu đây các bạn này. Mức tiêu thụ mà nhà sản xuất cũng công bố đấy ạ. Động cơ là 1.4, số sàn MT đấy ạ. Nếu như chạy ở trong quãng đường kết hợp chỉ 5,12 lít, còn nếu như chạy trong đô thị 6,23 lít, còn nếu ngoài đô thị chưa đến 5 lít các bạn ạ, chỉ 4,49 lít thôi các bạn nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Đây, nội thất bên trong toàn bộ từ ốc này, cốp sau còn nguyên bản luôn này. Ốc cốp sau nguyên bản này, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Đấy, và cái cốp sau đây, những chiếc xe sedan cốp rất là rộng các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản hết này, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu. Chưa dọn rửa này, lốp xưa cua này, bên trong là còn bẩn hết này. Đấy. Tôi cứ quay luôn cho nó thật để cho quý vị các bạn thấy được chiếc xe là chúng tôi mua về là nó còn nguyên bản như này đấy ạ. Đấy, nội thất đây, tắp đi cánh cửa phía sau. Đây là tắp đi cánh cửa phía sau bên phụ này. Đều rất là đẹp luôn. Bên trong xe còn chưa dọn rửa này. Này đúng, còn đúng cái nịt. Đấy, trong gầm ghế này. Tiền nong thì chủ xe bỏ ra rồi, còn đúng cái nịt vất lại ở trong xe thôi. Đấy, tắp đi cánh cửa phía trước này.
toàn bộ keo chỉ các thứ là còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Chiếc xe này là sơn zin bên ngoài còn rất là nhiều, cho nên là bên trong còn nguyên là điều đương nhiên rồi các bạn ạ. Đấy, tất cả từ táp bi, táp lô, vô lăng cần số, tay phanh đều mới đẹp hết luôn các bạn ạ. Phải nói là một chiếc xe rất là đẹp đấy ạ, sản xuất năm 2020, 15 bánh có hơn 3 vạn km thôi. Đấy, toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất thì đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì đâu, toàn bộ cái xe này là chưa dọn này, vẫn còn bẩn nguyên đây các bạn nhé. Bẩn nguyên như máy mới như này đây các bạn này, tất cả đều rất đẹp và mới như này đây, được phủ một cái lớp bụi rất là đẹp. Đấy, đây ốc chân máy này, ốc mặt máy này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Ốc cabo này, keo chỉ cabo là còn nguyên hết luôn các bạn này. Đấy, chưa có bị đâm, chưa có bị va gì đâu các bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, máy rất mới như này đây ạ. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Soluto 2020 này là một cái khối động xăng, động cơ xăng với dung tích 1.4 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị các bạn nhé. Rất tiết kiệm nhiên liệu, chưa đến 5 lít cho 100 km ở trong đường trường đâu các bạn ạ. Đấy, rất đẹp luôn. Về chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không gặp nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 310 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Soluto 2020 số sàn này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318, 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.